Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu cho quý vị một mẫu sản phẩm nữa, là một bức cuốn thư gỗ gụ. Hàng này là hàng liền khối, hiện tại là chưa có cơ sở nào làm hàng liền khối dày 8 phân. Và tôi qua clip này tôi cũng báo luôn kích thước của chiếc cuốn thư này là dài 1m97, rộng 87, dày 8 phân, hàng liền khối. Hàng này là hàng không chắp ghép, còn hàng chắp ghép là chúng tôi làm thân liền là 5 phân, còn phần chắp nổi lên thì chưa tính. Đây là hàng siêu kỹ, toàn bộ là được đục tay kênh bong và mẫu cũng là hoàn toàn mới lạ cho quý vị. Chỉ giữ nguyên phần long hóa là nét cũ, còn phần tai là chúng tôi làm mới. Toàn bộ phần gỗ là liền 8 phân, đã được chúng tôi đục nổi lên, đục kênh bong, moi móc sắc nét. Mẫu cuốn thư này hay còn gọi là mẫu cuốn thư long hóa mai. Như quý vị đã xem trên thị trường là rất nhiều những mẫu như này rồi, nhưng cơ sở đồ gỗ Yên Lanh lúc nào cũng làm khác biệt so với các cơ sở khác. Chúng tôi nhận đặt hàng theo yêu cầu, hàng liền khối. Còn bình thường thì chúng tôi chỉ làm hàng 5 phân, còn hàng 4 phân thì chúng tôi cũng không làm, vì hàng 4 phân nó là hàng chợ rồi. Thì quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 88 3349 hoặc 0985 22 6684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Toàn bộ phần giữa của bức cuốn thư là chúng tôi chạm ba chữ Đức Lưu Quang. Có những mẫu cuốn thư thì chúng tôi chỉ chạm chữ Nho, không chạm chữ Việt. Và bên cạnh những mẫu cuốn thư có dịch phụ đề như này thì chúng tôi cũng có những mẫu cuốn thư là chúng tôi chạm bốn chữ. Ví dụ như Ẩm Hà Tư Nguyên hay là Đức Minh Thế Bảo. Rất nhiều những chữ Nho mà quý khách yêu cầu thì chúng tôi cũng làm được. Ba chữ hay là bốn chữ đó là tùy sở thích của mỗi người. Thì quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh. Quý vị có thể cập nhật được những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại toàn cảnh lần nữa một chiếc cuốn thư đây, hàng liền khối đây. Toàn bộ phần ta là chúng tôi đục rất là khác, quý vị có thể xem kỹ nha. Tôi xin nhắc lại, đây là hàng liền khối không ghép, dài 8 phân, dài 1m97. Vâng, và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.